Bản quyền phim Full Hạ Tầng tại Việt Nam thuộc Công ty Cổ phần Truyền thông Hòa Thủ. Tập 6. Vậy là vợ của anh đã bỏ thuốc bổ do em dâu mua à? Em cũng không muốn nói những lời như vậy ra, nhưng mà có vẻ chị dâu không hề tin tưởng vợ của em, cho nên là mới làm như vậy thôi. Em lại nói cái gì nữa vậy? Lần trước chị ấy muốn quản lý sổ sách, chắc cũng là vì như vậy đó. Cô ấy nói là vì quý tốt nên mới làm như vậy mà thôi. Một lần hai lần thì em cũng nghĩ như vậy. Bỏ thuốc bổ vợ em mua cũng là ý tốt sao? Vậy cho nên mới phải chọn vợ cẩn thận đó anh à. Chị ấy khiến cho gia đình của em thấy buồn lòng quá đi à. Vợ của em rất buồn vì chị ấy sợ là trong thuốc bổ vợ em mua có bỏ thuốc độc vào, cho nên là mới làm như vậy thôi đó. Thực ra thì do trước đây em không thích phải uống thuốc bổ đâu. Lúc em dâu đưa cho em thì em phải nói trước như vậy chứ. Em đã nói với anh là em sẽ uống mà, vì trân trọng tấm lòng của em dâu. Nếu chị thấy gia đình em sống cùng mà lại bất tiện như vậy thì có lẽ là tụi em nên chuyển ra ở riêng. Sao em lại nói kỳ cục như vậy? Thời gian qua anh đã nhờ giả em rất nhiều mà. Đừng bao giờ nói như vậy nữa. Vợ của anh mặc dù lớn tuổi nhưng mà không giỏi việc nhà. Em nên hướng dẫn và giúp đỡ cho chị ấy để còn có thể phụ giúp cho em nữa chứ. Em chỉ là người dưới trướng chị ấy, làm sao mà em dám chỉ vậy? Em còn phải cẩn thận từng lời ăn tiếng nói nữa, để còn sống dựa dẫm vào anh. Sao em lại có thể ăn nói như vậy được? Em mau nói vài câu đi chứ. Em dâu, chị xin lỗi nha. Thực ra thì chị không muốn đẩy lòng tham đâu. Nhà chúng ta đã có chuôn dông, chị cũng không có kế hoạch sinh đẻ gì hết. Chị luôn muốn coi chuôn dông như là con ruột của mình, cho nên chị mới làm như vậy, để không phải ham muốn việc sinh con nữa. Nếu em đã mang thai thì em phải cố gắng sinh nó ra mới phải. Nếu như mà nghĩ cho chuôn dông thì em lại thấy bất công với thằng bé. Em bị làm sao vậy? Sao tự nhiên lại lo lắng mấy chuyện không đâu nữa rồi? Anh nói đúng rồi, em lúc nào cũng thiếu suy nghĩ hết. Mà em nghĩ như vậy để gia đình này được hòa thuận thôi. Em sợ rằng nếu như em từ chối trước mặt của em dâu, vậy thì em ấy chắc chắn sẽ buồn, cho nên em đã lén bỏ thuốc đi. Mà tại sao em lại nghĩ chị không tin em chứ? Suy nghĩ đó thật vô lý. Tại sao em lại có thể hiểu lầm chị như vậy? Gia đình nhà chồng thật sự rất đáng sợ. Chị biết mình đã sai, mong em tha lỗi cho chị. Chị ta làm cái gì vậy? Tự bao biện cho mình tới mức như vậy luôn cũng được nữa hả? Em không còn lời nào để nói với chị ta luôn. Ý của chị là tại sao em lại có thể hiểu lầm như vậy? Rồi lại còn bụng ta suy ra bụng người. Chị ta vừa đào hố để cho em rơi vào đó có biết không? Chị ta đúng là người nham hiểm mà. Chị ta đã làm việc cho nhà hàng lâu như vậy, 10 năm trời đó, chị ta có thể giả nai lâu đến vậy hả? Em cứ để đó đi, dù sao ngày mai cũng có người làm tới làm mà. Nhưng mà em nghĩ cũng nên để gọn gàng. Dù cho em có làm sai thì em cũng đâu cần phải xin lỗi nghiêm trọng như vậy chứ. Làm cho anh cảm thấy rất thiệt thòi cho em. Em cũng đâu có được ăn học đàng hoàng gì đâu. Việc duy nhất mà em biết làm là nấu ăn, nhưng mà em vẫn phải sống qua ngày trong thế gian hiểm ác, cho nên em chỉ biết nhận lỗi thôi. Thôi, mọi chuyện xong hết rồi, chúng ta vào phòng ngủ đi ha. Anh nghĩ lần này hình như là em dâu đã suy nghĩ hơi quá đáng rồi đó. Thấy chưa, anh đã nói rõ ràng với em trước rồi mà. Chị dâu đã đổ hết tội lỗi cho em rồi đó. Em dâu, em đang tính đi dọn phòng bếp. Chị dọn xong rồi hả? Bộ em không nhìn thấy chị chuẩn bị ngủ hả? Dạ. Em vẫn chưa có chút chị ngủ ngon. Chưa gì chị đã đi ngủ.
Nếu chị chuẩn bị ngủ thì em chúc chị ngủ ngon. Bây giờ nếu mà gặp riêng cô ta thì cô ta lộ bản chất thật. Tưởng cô sợ hay sao? Sao chưa gì mà cô đã gây sự với cô ta rồi? Cô nên để sau này lấy nhiều thứ hơn chứ. Sao lại chạy nữa vậy? Lại được 100 điểm nữa à? Trường sẽ tổ chức hội thao, hội thao mùa thu đó. Vậy là chú cũng sẽ tới trường con, đúng không chú? Chú đến đó để làm gì chứ? Chú mà không đến thì con sẽ không thể tham gia cuộc thi đua ba chân được. Cuộc đua ba chân? Cuộc đua ba chân là hai người cột chân vào với nhau thành ba cái chân. Các bạn có ba mẹ sẽ chọn ba hoặc mẹ để tham gia cùng. Nếu mà con không thể tham gia vì con không có ba mẹ thì con sẽ buồn dữ lắm luôn đó. Nhưng mà còn quán ăn thì sao chứ? Với con thì hội thao ở trường quan trọng hơn nhiều so với quán ăn luôn đó. Hội thao lần đầu tiên kể từ khi con được đi học mà. Thầy, ngày mai các em sẽ được biết ngay mà thôi. Em hào hứng được biết lắm luôn. Có gì đâu mà cậu phải hào hứng được biết vậy. Mình chắc chắn rằng trong đó chứa đầy những mảnh giấy lấp lánh. Sao cậu biết vậy? Tối qua mẹ mình chuẩn bị nó, nên tất nhiên là mình phải biết trong đó có gì rồi. Vậy là nếu mà mình đập vào nó và khi nó bị bể ra, những mảnh giấy rơi xuống giống như là tuyết. Ôi, mình thích lắm đó. Cậu thích mấy thứ không đâu ha. Nếu trong đó mà có kẹo thì may ra mình còn hứng thú. Nếu như ở trong này mà được lấp đầy bằng kẹo thì tốn nhiều tiền lắm hả? Sao cậu lại dập tắt sự mơ mộng của mình như vậy chứ? Mình chỉ mong sẽ được vậy thôi mà. Ai kêu cậu có suy nghĩ giống con nít làm gì? Còn mình thấy việc cậu thích mấy mảnh giấy lấp lánh đó rơi xuống còn con nít hơn nữa. Không có xíu người lớn tí nào luôn. Vì mình thấy thầy đã làm việc vất vả nên mình mới nói như vậy thôi. Được rồi, chúng ta hãy chuẩn bị những cái khác. Trời ơi, cậu nhìn kia, mình cậu ấy có thể vác được cái đó. Hoa, giỏi thiệt. Mình cứ tưởng cậu ấy chỉ có giỏi trong việc ăn uống và chơi thôi chứ. Chàng ô bốc hôm nay cố gắng ha, đúng không? Dạ xong rồi thầy. Cần em giúp gì nữa không thầy? Ô bốc giỏi lắm, có thể làm việc thay phần người lớn luôn. Nếu mà không có em chắc thầy sẽ vất vả lắm đó. Cũng vì lý do này mẹ măng nhiều đó thầy. Hội thao sao? Ba bận làm việc ở đồng rồi cho nên không đi được đâu. Vậy thì cơm hộp được không ba? Cơm hộp hả? Vậy để ba cho tiền, con tự đi mua ăn nha. Cơm hộp cho hội thao. Vậy thôi để bà chuẩn bị cơm cuộn cho. Ngoài cơm cuộn ra còn món khác nữa mà. Chuẩn bị thêm món gì nữa hay sao? Thịt ba chỉ. Nếu cùng bạn ở trường nướng thịt đó thì sẽ rất là vui đó. Cái gì chứ? Vậy thôi để bà mua rượu để uống luôn đi ha. Con được cùng mọi người chuẩn bị nên con càng mong đợi nhiều hơn nữa. Mà con cũng phải đem theo cơm hộp đó. Chú sẽ nấu gì cho con vậy? Chú sẽ mang theo cho con cho nên con không cần phải lo lắng đâu. Chú nói là vì quán ăn nên chú không đi được rồi mà. Tại vì chú mà con không được tham gia cuộc đua ba chân gì đó thì chắc con sẽ hận chú cả đời luôn quá. Chú sẽ đến đá thiệt hả chú? Con cảm ơn chú nhiều nha.
Chân Hun đến sớm vậy con? Chú mang cơm ra cho con nha. Dạ, tại vì con có việc muốn nhờ chú cho nên mới đến sớm. Con vào phòng đi Dân Sinh. Dù sao thì Dân Sinh cũng sẽ biết thôi mà. Ngày mai chú cũng chuẩn bị cơm hộp cho con luôn có được không? Hộp cơm cuộn của con cứ giống như các bạn khác là được rồi. Có phải là ba con đã nhờ chú làm cho con hay không? Con cố tình tới đây sớm để không cho ba biết. Nếu ba con mà biết thì ba sẽ nói con làm tốn thời gian của chú. Với lại là con sẽ trả tiền cơm sau có được không? Ba con nói là sáng mai sẽ đưa con tiền tiêu giặt. Nhưng mà nếu như chú cần thì... Tại ngân hàng đóng cửa rồi nên con chưa đi đổi ra tiền giấy được. Chú đã nhận việc chuẩn bị cơm hộp cho mọi người rồi, cho nên con không cần lo lắng việc đó nữa đâu. Khi nào vậy chú? À, chỗ tiền này con cứ để dành đi ha, biết đâu sau này sẽ cần đó. Sao anh tới sớm vậy? À, hôm nay tôi được nghỉ làm sớm. Con làm gì ở đây? À, tụi con định ra tạp hóa để mua đồ chơi. Mua đồ chơi bằng tiền tiết kiệm của con. Tụi mình đi nhanh lên đi, coi chừng trễ giờ ăn tối. Cậu làm hết chỗ này từ khi nào vậy? Bộ cậu thức đêm để làm luôn đó hả? À, dạ không. Khoan đã, đợi thầy ăn rồi mới ăn chứ. Ôi trời, hôm nay bận rộn quá đi. Tới rồi. Ngồi xuống đi. Đợi có lâu không vậy? Tới rồi, mời mọi người ăn. Từ từ thôi. Ngon quá.